có bô đây, cho thử anh em nghe cây bô Akamovic có giá 7 triệu cổ, trầm cực kỳ luôn. Tì mà nó ốc đôi kia hô tê phố và sau nhịp beat trong đầu, baby em vô tìm anh ngăn nó, but I don't know you hit me so. Chạy lanh quanh từ sáng đến tối, ngày cứ như thế lại qua cứ trôi, nhớ về em mỗi khi rảnh rỗi, nhớ mà mỗi nhịp tim cứ sôi rồi. Trao nhành hồng bằng một đôi tay lấm lem, còn mùi nồng và mùi thơm đất cát, em vội nhận nó và coi như bảo vật, chợt mất tim như người không mất mát. Từ sáng tới qua chiều, bộ não hoạt động còn nhiều hơn thể xác. Vì ngoài... Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với Quân Béo Moto Vlog. Và hôm nay là ngày sau hết giãn cách rồi, thì hôm nay mình sẽ review cho anh em một chiếc Yamaha R1. Gọi là thế nào cho đúng nha anh nhỉ? R15M. R15M. Cái bản trước của mình là cái bản mà lên full body kiểu R6, đầu R6 các thứ ấy. Mình tháo ra, mình bỏ đi rồi. Bây giờ mình đã lên đầu R1M. Mình trông chiến không anh em? À, mình ngồi lên này. Nhìn là đầu xe chiến không? Đấy. Hôm nay mình sẽ review cho anh em cái con xe này nhá. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Đời không nắm được tay em, nên chỉ mong chờ và mơ trong ảo giác. Một bông quỳnh, có đã biết mấy, có ngày xinh xắn rồi có ngày cũng sẽ phai. Trái tim đàn ông không tự mạnh mẽ như thế này, vì con gái quá nhiều đắng cay. Nếu em là chủ, anh là thằng nô. Nếu anh dương quá, em là cô. Nếu anh Satan, em có chịu làm vợ quỷ. Nếu như bây giờ anh có thể tỉnh giữa cơn mơ. Yo, can you see, baby call me, đã là 2 giờ. Cái tên doping như là runner. Em có thể gọi em là sugar. Thích tình yêu từ một rapper thành singer. Em ở nơi đâu tự nhiên rơi xuống, vội buông vào mắt là mình si mê. Anh ở trong tranh trong anh hơi trướng, gã ngược tiết kỷ mà đầu óc đôi khi hô tê. Chỉ một ánh mắt đưa qua làm con tim anh khó thể thở. Chúng ta sẽ đi từ từ nhá. Bây giờ là mình sẽ đi ngay từ dàn đầu luôn. Dàn đầu này là full body của R1M, full bộ body R1M, nó lắp lên cho xe. Thì cái này chúng ta không cần phải độ chế cháo gì cả, lắp chuẩn chỉ như zin luôn. Từ gương này, phát chân gương này, kính chắn gió này. Đấy, đây là cái kính chắn gió được ra công nhá. Hàng được ra công chính hãng. Đấy. Và nói thật với anh em luôn là để có được cái video này mình làm rất là nhanh, nhưng mà phải cảm ơn anh khách là ở Sơn La ủng hộ mình full dàn đầu. Cái này là mình lắp lên thử để bắt ốc, bắt niếc rồi bắt lỗ liếc các thứ chuẩn như zin, thôi mình gửi đi để anh em ở xa có thể là tháo lắp nó đơn giản, nó không phải là cầu kỳ chế cháo gì cả. Ở đây thì mình mới có nhiều đồ đấy, ở nhà, ở xưởng nhà mình thì mình mới có sẵn những cái là khoan vít rồi tất cả những đồ nghề được để anh em lắp đặt. Thì cái đấy thì mình lắp lên sẵn cho xe đã, sau đấy là mình mới gửi đi. Thì đây là bộ ốp đầu này, cái này là đế min đấy các bạn nhé, này trắng tinh này, tắt đi này, mở lên này, đề mi này. Và cái đây cũng là đề mi nha anh em nhé. Nhưng mà khi anh em hỏi là đèn nó có sáng không thì đây, kính thưa các bạn đây. À, sorry anh em, công tắc đèn nó ở đây. Nhiều quá nên là không thể nhớ nổi công tắc đèn nằm ở đâu. Tại sao lại là không nhớ nổi công tắc đèn nằm đâu thì kính thưa các bạn, thì bây giờ một tí nữa mình sẽ cho anh em xem. Ngầu, ban ngày đi để mi xanh rất ngầu đúng không anh em? Và chắc là mình sẽ lên một bản như này nữa cho chiếc xe này. Và chiếc xe thì mình sẽ chờ là đề can, sau khi mà mở cửa đề can là mình sẽ dán lại bộ đề can mới. Đấy, rất đẹp luôn. Cái hốc gió này nhá, thì nhiều anh em hỏi giá bao tiền thì
Hốc gió này thì thực ra chỉ để làm đẹp thôi, 850.000, bao gồm tặng thêm hai ốc vào. Đấy, hai ốc này. Còn ốc này thì anh em có thể mua để lắp thêm hoặc là để lắp ốc inox cũng được. Con này là ốc titan. Đấy, hốc gió. Còn hỏi là có tác dụng thật sự không thì kính thưa các bạn là mình không biết được luôn. Mình nghĩ là nó không có tác dụng gì đâu. Đây các bạn này, mình chắc cú ấy. Mình dán keo 3M đã rất chắc chắn rồi. Dán keo 3M rất chắc chắn, nhưng mà mình thôi, cứ bắt thêm hai vít vào đây, bắt vào vỏ nhựa đây, bắt thẳng luôn vỏ nhựa, sắc nịch luôn. Đấy. Và dàn chân thì dàn chân này là dàn chân của mình thụt zin thôi các bạn ạ. Dàn chân này là thụt zin và mình đã tháo cái chân phuộc ra, mình thay cái chân phuộc mới của chân để lắp theo Brembo. Đấy, sorry anh em, Brembo này, theo này là MT09, MT10 tháo xe này, theo của Gear Speed, rồi là tất cả các dòng xe, như là chân là chân 108 nhá. Nên là heo Nissin của CB650R và CBR650 sẽ không lắp được. Đấy, CBR và CB650 là chân 100, còn con này là chân 108. Đấy, heo này là heo MT09 8 xe. Và hiện tại thì đôi vành này, đôi vành đôi đĩa này mình đã bán rồi. Mình lên bài độ mới mà anh em, nên là mình xả đồ dần. Đấy, thì đây là đôi vành đôi đĩa này, anh em nhìn đĩa mới tinh luôn, đĩa gần như chưa chạy luôn. Đấy, mới tinh, chưa sức tí nào luôn. Thì con đĩa này là đĩa R6, size của nó là 310, còn vành này là vành 3.5 nhá, vành 3.5 và là mâm hai đĩa. Thì khi mà anh em lên cái vâm mâm này ấy, chúng ta sẽ phải mất chi phí để làm cái việc này này. Đây, camera đưa vào đây em. Chúng ta sẽ phải hạ lại cái chân nó trước nó dài như này cơ. Đấy, vì háng của nó 3.5, háng nó rất là to, nó sẽ to hơn háng zin con R15 rất là nhiều, đĩa nó không bắt bượt. Chúng ta hạ chân xuống, hạ đều nhá, hạ đều tất cả chân, không là đĩa nó bị lắc nha anh em. Nên là nếu mà không đều là đĩa nó sẽ bị lắc và dẫn đến cái việc là nó bị vênh đĩa và hỏng cái đĩa của bạn đấy. Thì cái này chúng ta sẽ phải hạ chân hai cái để canh chuẩn. Tiếp theo là chúng ta sẽ tiện lại cái căn này. Đấy, hai căn này chúng ta sẽ phải tiện lại. Đấy, hai căn chống đây. Vì là con này là lắp chuẩn cho R3 MT03 cơ, không lắp không chuẩn cho R15 V3. Đấy, tiện lại căn này. Đấy, hai căn này chúng ta sẽ tiện lại. Nếu anh em mua về và tự làm, mua cái vành này về tự làm. Còn bên mình thì luôn là bán cho khách và bên mình có nhận dịch vụ là canh trên xe luôn. Vì là mình có sẵn thụt, có sẵn xe mà, nên là mình canh trên xe luôn. Các bạn thấy là như cái dàn nhựa này đúng không? Mình đã review một lần rồi. Nhựa này, tất cả nhựa đen mình đã được đem đi nhúng carbon, mình sơn nhúng carbon. Đây, camera. Thực ra cái việc sơn nhúng carbon này thì thứ nhất là để làm xe để bày, thứ hai là phục vụ cho anh em khách hàng nó tiện lợi hơn. Ví dụ như các anh em R15 V3 nào mà muốn mà đến mà lắp ngay để đi về ấy, mà không cần phải thời gian chờ đợi ấy, thì các bạn đến là đổ bộ nhựa đen của các bạn cho mình. Mình sẽ lấy bộ nhựa đen của các bạn, còn mình tháo bộ nhựa này, mình lắp cho bạn luôn. Xe này của mình đâu đi đâu. Đấy, mới tinh luôn. Đấy, thì bộ nhựa này mình lấy sẵn về làm sẵn để làm gì, để phục vụ cho anh em trong cái việc là nó nhanh, nó không mất thời gian. Giống như kiểu các bạn nhớ là con Exeter hay là Winner X ấy, mình lên bi cầu ấy, mình rất nhiều nhà. Tức là anh em đến là chỉ việc tháo xóa ra và thay cái xóa bên mình vào luôn. Còn nếu anh em muốn làm ở trên đồ zin thì sẽ như nào? Đơn giản thôi, các bạn chờ cho mình 5 ngày. Mình sẽ sơn nhúng cho các bạn, phun xong cái bụi nhựa đen của các bạn. Xong cái là mình gọi các bạn đến, các bạn lắp. Đấy, còn các bạn để nhựa màu ABS lại và nhựa đen mình cầm đen đi mình nhúng. Đấy, đơn giản thế thôi. Còn giống như kiểu bi cầu ấy, thì anh em nào mà muốn làm trên bi cầu gì thì chờ mình 2 ngày. Đây, camera nhìn cho này, đẹp không? Nhà này là dàn ghi đông này mình cực kỳ ưng luôn nhá. Đấy, con ghi đông này là một trong con ghi đông rất ít anh em chơi mà lại là có sẵn, chứ là ít anh em chơi vào ghi đông loại thấp lắm nhá. Thì con ghi đông này là con ghi đông của R3 2020, chẳng 3 buji, kèm với thêm là dàn sơn nhúng carbon đây, nó nổi bật này. Đẹp không? Này, tắt đi bật lại nhá. Đấy, nó đi chỗ này là phục vụ chính cho nhu cầu của mình ấy các bạn. Đấy, đi ngồi này, ngó lên ngó xuống, nhìn thấy cái hộp. Em biết câu đấy của ai không? Ai? Của chú rồi chú Luân. chú Luân
À, thì còn à có điểm nữa nhá. Đây các bạn đi ra đây. Alania. Cốc dầu này. Nhỏ cực kỳ luôn. Cực kỳ là đơn giản nhưng mà lại đắt tiền. 1.050.000 cho một cái cốc dầu. Vãi cả đắt luôn. Đợt gấp đôi con khói Rainbow luôn. Đúng rồi. Khói Rio luôn. Con này là con titanium em ạ. Chất liệu của nó nguyên nguyên bộ titanium. Đấy. Và nó có tông màu này nữa này. Vàng chanh. Đấy, titan đấy, nguyên tất cả chỗ này là titan luôn. Đấy. Chỉ có nóc này thôi nhá. Đấy, nguyên titan luôn. Về dàn thân thì có sự một tí thay đổi. Đấy. Là mình đã về lại cái bộ số 7 Buji và cái bộ Fakie trước của mình thì mình để lại cho Vũ Dũng nói được là hai anh em giao kèo với nhau mà thôi. Cái bộ số 7 con Fakie kia nó hợp với con R3 thì nó xịn hẳn nó đẹp rồi. Thì đổi lại thì nó thêm cho mình một tí tiền. Đấy, thì mình lấy lại con Buji này và mình lắp lên. Đấy. Thì con Buji này chuẩn cho R15V3 nên không cần phải làm thêm hấp thêm phát chuyển gì cả, adapter thì lắp lên chuẩn cái zin. Bộ này thì mình lên rất là nhiều rồi nhưng bây giờ hiện tại thì anh em nào muốn có nhu cầu mua thì chắc chỉ mua lại bộ này của mình được thôi. Hết hàng rồi. Buji bộ số 7 Buji không còn hàng. Đấy. Và đây, lốc nồi. Lốc nồi trong suốt. Đấy, bán với giá 2 triệu. Mới của nó là 2.850.000 và con lốc nồi này thì cũng chẳng đi đến đâu. Xe này là gần như không đi đến đâu cả. Đấy. Tặng luôn 3 con ốc, 4 con ốc nhá. 3 con ốc và một con EQ đi kèm. Còn bô đây, cho thử anh em nghe cây bô Akamovic. Có giá 7 triệu cả cổ. Trầm cực kỳ luôn. Cổ titan đây anh em, cổ này cổ mình làm đấy, cổ tăng không bầu luôn mà ra cái tiếng nó như thế, anh em thấy chuẩn chỉ không, tiếng nó không bị vỡ một tí nào đấy. Con này ốp gấp thì mình không nói rồi, anh em là lên cũng được mà không lên cũng chẳng sao. Cái này thì mình lên cho nó kiểu nó to đầy đặn ra hết đấy, vì là tại sao, vì dàn đuôi của mình là mình lên theo kiểu phong cách là bánh lớn đấy. Đấy thì các bạn thấy không, vành này là vành Nam Minh, vành Nam Minh nhưng mà mình đi lốp 190 cơ. Con này là Michelin Power RS 190 cơ. Power 190 này. Đấy, này này. Đấy. Và nó là made in Tây Ban Nha. Đây. Made in Spain này. Đấy. Ui, nhìn này, xe để lâu này. Bụi mù luôn. Đợt này giãn cách thì chẳng sửa được xe, cũng sẽ chẳng đi đâu cả. Nhông đây nhá, là nhông anh em nhá. Nhông này không phải nhông thép đâu nhá. Nhông này là nhông rom chai đấy nhá. Rom chai CNC đấy các bạn. CNC 7075 nhẹ cực kỳ luôn. Mình lắp cái nhông này để lấy hiệu ứng với cái bảy nâng này. Đó, bảy nâng này, bảy nâng GTA. Thì như anh em thấy là thường là bạn bắt cái ốc vào đây đúng không? Cái ốc đây là ốc 6, nó rất là yếu. Nó rất là yếu, dùng để lâu dài nó hay bị gãy con ốc, nó chịu lực cả. Khi mà bảy lên chịu lực cả tổng thể cái xe nặng nó yếu. Bây giờ mình bắt con ốc này là ốc 8, ốc 10 đây. Bắt thẳng lên đây khỏe dịt luôn. Thay cái pad CNC luôn. Vừa pad CNC tăng xích cũ của các bạn ấy. Đấy, con này vừa lên vừa đẹp mà lại xịn sò nên là mình rất là thích con này. Nhưng mà anh em cũng nhiều anh em thích. Nhiều anh em thích nhưng mà anh em sẽ không để ý đến cái việc là cái này nó quan trọng. Đấy. Thì mình thích cái này để mình làm cái này lên bộ nhông zoom chai để tôn được cái này lên. Ok anh em, mình xin cảm ơn anh em. Pass thì mình chơi lại theo kiểu dị hơn nhá. Anh em hay chơi pass biển gập. Mình thì mình chơi pass biển cố định luôn. Cố định luôn. Để đưa nó lên cao nhé. Mình không có nhu cầu đút gầm anh em. Đưa vắt ra càng càng. À, giờ các bạn à, để ơi mình tắt à? Không, chưa tắt. Ờ, chưa tắt đâu, chưa tắt đâu. Chạy vòng cho anh. À,
anh em xem. Cảm ơn anh em, hẹn gặp lại anh em tại vlog sau nhé. Bye bye các bạn.